Hello anh chị nha, tính xuống quay cái xe lăn đang độ cho anh chị xem. Mà có anh khách ảnh bán cái xe VinFast và chạy về anh chị. Đây cửa hàng Honda của em nha. Anh chị nào mua xe Honda chính hãng hoặc là làm bảo trì bảo dưỡng thì liên hệ toàn trung 01 Lê Duẩn nha anh chị. Bảo hành bảo dưỡng bảo trì tất cả các dòng xe luôn chứ không phải là xe Honda không anh chị nha. Chắc chắn sẽ mang lại cho anh chị một cái giá trị dịch vụ. Ồ, giờ ra tới mua bơ là bà con chở bơ đây nè anh chị, bà con chở bơ đây nè, giờ chở bơ đi bán những cái xe bơ này. Gia Lai em thì có nông nông sản anh chị, bơ tiêu cà phê với mấy thứ thôi. Đây cửa hàng Toàn Trung đây đó, từ Lê Duẩn cua qua Toàn Trung thì rất là gần. Ủa xe VinFast đâu rồi ta? Kêu có xe VinFast bán ở đâu rồi? Không lẽ đi rồi? Em nói cái là em về tính, em nói cái là em có mặt liền à? Không lẽ nó chờ lâu quá đi rồi? VinFast Platinum anh chị, người ta mua 1 tỷ mấy giờ bán 5-6 đồng mà thôi chứ. Ủa xe VinFast đâu rồi? Nãy giờ anh dặn 2 lần. Ủa đâu rồi? Hả? À? Xe VinFast rồi. Đang rửa gầm Sorento anh chị. Rửa gầm Sorento. Nó sao mấy đứa kỳ lạ vậy? Đâu gì khó đâu. Mở mở máy anh coi coi. Chắc lắm, cái xe này giống chiếc hồi lâu em mua một chiếc mới. Hồi lâu em mua một chiếc mới nội thất màu đây luôn nè, màu hạt dẻ. Ảnh bán xe mà đồ đạc để quá trời luôn. Đó, em thích cái nội thất màu này anh chị, màu nâu. Em cũng có một chiếc màu nâu này, nội thất màu nâu. 25.000 cây anh chị, 25.000 cây, mới tinh. Đó, nội thất màu nâu ghế. Anh quá trời đồ luôn. Đừng có bọc mấy cái này nha anh chị. Một là anh chị để im, hai anh chị bọc cái này có khi mấy cái đồ nó đè lên nữa. Nó đè lên nó còn hư da nữa anh chị. Mấy cái da nó ba đây, da xịn đây nè. Khó hư lắm. Anh chị đừng bảo vệ bằng cách này. Theo em nghĩ là như vậy á. Đó, mình đi xuống thì mình bọc cái da mới thôi chứ nó cũng không quan trọng lắm đâu anh chị ơi. Nay da công nghệ, quan trọng mình lựa đúng chỗ thôi chứ còn mà này mình cứ đi mình mua mình xài mà. Xài cho nó đã đó, 20.000 cây, mấy turbo. Giấy tờ trong xe kìa, lấy lên đi em. Đó. Xe này thì bảo hành hãng lên tới 10 năm anh chị ha. Đã, mấy turbo. Chạy thì nó hơi hao xăng á nhưng mà chạy nó sướng. Cái dòng này nó thiên về anh chị nào chạy trải nghiệm. Trải nghiệm mà muốn nâng đời á, một cái xe bình thường lên một cái xe mà gọi cao cấp mà giá thành nó phù hợp á thì lựa chọn anh chị. Vừa giá tiền vừa chất lượng để anh chị trải nghiệm thử. Nó hao xăng, nó không dành cho số đông đâu. Có nghĩa là nó không dành cho anh chị nào mua mà đi bình thường. Ví dụ đi cần một con xe lợi xăng mà đơn giản á, thì anh chị có thể tầm tiền này anh chị có thể mua K3 hoặc là Accent hoặc là Vios thôi. Nó còn này dành cho anh chị em nào mà thích một cái trải nghiệm thực thụ anh chị. Đó, heo dầu của Thắng làm chắc chắn lắm. Cái này không cần review quảng cáo nhiều đâu. Anh chị cần tới chạy thử, em có nhiều dòng mà. À, chủ yếu em bán K3 hoặc là mấy cái dòng mà City, Sido thôi chứ dòng đây ít bán lắm. Đó, nên anh chị tới anh chị trải nghiệm thử rồi nhân viên bán hàng sẽ tư vấn cho anh chị để anh chị coi thử nhu cầu của anh chị thực tế hiện bây giờ là phù hợp với dòng xe nào để hướng anh chị tới nha, hướng anh chị tới. Để nó quay nói cái xe này nhiều quá anh chị kêu em lùa gà nữa. Chơi tới cái nước này luôn ta. Về mấy cái này để em dục là hết, không để một cái gì hết á. Em thích zin thôi, origin thôi.
đẳng cấp của độ xe là về Rin. Mặc dù em cũng hay độ chế nó mới mua cái xe về, mình mê xe, mình yêu xe là mình hay chế biến ra vậy á, cho nó có việc để làm. Còn chị mua đi gia đình hay này nọ thì cứ để Rin mà chạy, dán phim cách nhiệt là được rồi. Đó, thay nhớt thay đồ ngon lành là tốt rồi, để tiền đó để mình bảo dưỡng xe đi. Chứ độ chế ban đầu chị ai về cũng ao ước hết, mình thấy tâm lý của anh chị á, ai mua xe lần đầu cũng muốn chăm chút con xe mình cho nó hoàn hảo, nên là hay bị gọi là, em hay gọi là lùa gà. À, nhiều anh chị hiểu kiến thức về xe thì lên xe chơi xe không nói, nhiều anh chị không hiểu kiến thức mà vô tư vấn mà mặt ngọt chết ruồi là rồi xong á, làm cái bill cả 100-200 triệu phí, trời ơi, để nguyên si luôn. Keo chỉ đồ đạc nãy giờ thấy rin hết anh chị. Mấy xe này thì coi nhanh lắm chị, nó có cái vấn đề gì mới coi lâu thôi, còn mà lướt qua, ví dụ nhìn quen mắt là lướt ra. Nhiều anh chị hỏi toàn sao có xe mà coi thiệt lâu, có nhiều xe mà cứ coi lướt chớt qua là sao? Quen mắt anh chị, cái đó là phải quen mắt mới coi được kiểu này. Đó keo chỉ nè, đó keo chỉ nó xấu lắm, keo chỉ nó nhăn nheo nheo, nó cong cong queo queo vậy đó, nhưng mà nó là đồ xịn anh chị, nó là đồ origin, nó là đồ xịn. Ủa sao biển 81 ta? Bữa mình nhớ mình định giá nó biển 82 mà. Để xe khác nữa rồi. Xe mua mới đắt tiền lắm. Gia Lai cũng ít người mua xe này mới lắm, trong Sài Gòn thành phố là nhiều. Đẹp ha anh chị ha, cái mẫu đẹp ha. Đó. Ước gì VinFast họ còn sản xuất xe máy xăng để họ cho khách hàng cái sự yên tâm mâm 19 á, cái bản full là mâm 19 hết anh chị. Mà em mà không thích cái mâm lớn đấy, em thích cái mâm của bản bay á. Đi cái đó nó êm hơn, em thích đi cái êm hơn, lớp dày, em thích đi cái lớp dày hơn là lớp mỏng mà mâm bự anh chị, mâm bự. Nhưng mà dù sao cũng ok, cũng tự hào là họ đã ngưng để họ chuyển qua xe điện, xe tương lai, chứ không phải là họ vì dư luận là vì dạng sản xuất xe kém quá, cái là họ phá sản, họ đóng cửa, họ ngưng sản xuất, cái đó là mới là cái nỗi buồn lớn nhất. Chứ còn đây là họ hướng tới một cái hãng xe tương lai, bây giờ họ đang sản xuất rất là tốt, nên là không sao anh chị. Công chứng chưa, giờ đi công chứng hả? À ok, rồi đi. À. Đi đi luôn đi, Huy đâu? Huy đâu? Rồi xong rồi, đi đi. Huy. Đi Huy ơi, đi cho kịp. Lại mày nữa Huy. Đóng cabo lại em. Đóng cabo lại. Ủa cái xe này đâu phải xe công tâm, xe Gia Lai mà, đúng không? Hôm bữa anh nhớ anh định một chiếc cung tâm nữa mà đâu rồi ta? Chiếc đó mua không được hả? Đâu chiếc này 2-3 lần là chiếc cung tâm chứ. Thôi đi à. Ok, chở về nhà rồi tháo hết đồ, lấy đồ của, lấy cho anh mấy cái đồ lấy lại hết đi. Có đồ giày dép rồi. Mùa đây là phải hỗ trợ TikTok chứ còn mà không tăng lên là con. Nhìn chủ xe VinFast tội quá, ai mà bán xe VinFast mình đều thấy thương hết, đúng anh Tây? Điều lỗ rồi, cái xe lỗ tính ra nửa tiền rồi chứ, hơn nửa tiền rồi chứ. À, nên là nhiều lúc ai bán xe VinFast mình đâu kêu anh mua từ mới đúng không? Rồi ok, anh đi tham khảo đi rồi quay lại em mua cho, chứ còn em không trả giá, nó còn bị đấm bầm mắt nữa. Tức ai chút giận lên mình nữa, chết cha. À, nên là cái kinh nghiệm của bài học của Toàn là mua xe VinFast là
Chế gấp rồi anh. Đi xin gấp là ở đâu vậy? Ở bên gấp bộ. Ờ. Thì gấp bộ